mọi người đã đến với kênh Kim Dung TV Cuộc Sống Singapore. Hôm nay Dung vào bếp, Dung nấu bữa cơm gia đình với lại hai món đơn giản cả nhà. Dung nấu món canh chua tôm nè, với lại trâu nè. Dung mua được 5 con cá lưỡi trâu nè, cả nhà nhìn thấy ngon cực kỳ luôn. Lâu lắm rồi Dung mới ăn lại cái khô cá lưỡi trâu này đó. Còn bên đây Dung có cái tôm, tôm này Dung đã bóc vỏ ra rồi ha. Thì một hồi nữa Dung sẽ đem Dung ướp với lại gia vị vô rồi Dung sẽ đem đi nấu. Bên đây Dung có rau muống nè, cà chua. Cà chua ở đây Dung thích nấu canh, Dung dùng cà chua dạng như nó không có chín á cả nhà, nó màu gà đó. Nó màu gà ha, nấu thì cái cà chua nó sẽ không bị mềm, Dung thích ăn vậy đó. Rồi bên đây me chua, Dung chuẩn bị là me khô để nấu canh chua. Rau húng quế nè, rau húng quế để nêm ha, với lại một tí ớt. Rồi bên đây Dung có rau muống. Rồi Dung mời cả nhà mình cùng vào bếp làm cho vui với Dung, rồi cùng thưởng thức bữa cơm gia đình nha.
Xin chào cả nhà đã quay lại với kênh Kim Dung TV Cuộc Sống Singapore. Cả nhà ơi, cái món canh chua tôm Dung đã nấu xong rồi. Với lại bên đây cá lưỡi trâu chiên. Bữa cơm hôm nay là bữa cơm đơn giản. Dung mời cả nhà ăn chung với Dung nha. Đói bụng quá, nấu xong đói bụng quá cả nhà ơi. Dung bới chén cơm thiệt đầy luôn. Ăn một lần là khỏi bới nữa. Khỏi bới nhiều lần. Tôm chấm nước mắm mặn cả nhà. Lâu lắm rồi Dung mới ăn cái con cá này á. Hồi đó ở quê á, hay ăn cá này lắm. Cái này à, Dung đi ra mấy cái tiệm bán đồ ăn người Việt á, mới có bán thôi. Chứ ở bên đây đâu có cá này đâu. Mấy tiệm bán đồ ăn của người Việt á, bán đầy nhiều đồ lắm. Bây giờ thèm ăn gì ra đó mua về làm ăn. Thịt nó nạc không à cả nhà. Với lại nó cũng không có mặn nữa, nó vừa ăn. Ăn khô phải dùng tay bóc, không có tay nào cầm đũa được chứ, chứ ăn mà ăn khô cho Dung thích ăn cái khô cá đù á, ở quê mà khô cá đù á, cái nướng lên ha, cơm nguội ha, với lại đúng đúng hệ luôn là có trái dừa tươi á, lấy nước chan vô cơm á, trời ăn ngon lắm. Hồi đó Dung có ăn mấy món, có mấy lần, ngon. Cái nước canh vừa ăn.
cái cà chua mà nấu canh nó Dung thích nấu mấy cái loại cà chua sống sống vậy nè, nấu lên nó còn cứng cái miếng cà, còn cái chín nấu vô thấy nó hơi bị mềm á, Dung không thích. Tô canh quá ngon, ăn xứng đáng đồng tiền luôn. Mua tôm mua rau về nấu cái tô canh về ăn quá đã. Dùng nấu một nồi đừng á, mà ăn không ăn một tô này còn một tô nữa, nấu ra hai tô. Mấy cái món ăn á mà nó càng đơn giản vậy nó càng ngon. Giờ muốn nó thấm cái nước canh đó. Ngon quá, chua chua. Cái video của Dung cũng xin được tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian xem cái video. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Dung xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà video sau. Bye bye. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye.